Này má tí à. Đào đó xấu vậy. Chút nữa làm cái móc cái ăn nha. Dạ. Đừng có hát. Hát là thứ gì không bung? Hát sắt còn gãy. Giờ mình đặt cho nó một cái biệt danh gì mà nó không hiểu.
Một con vịt, hai con vịt dễ thương chứ. Lần mẹ làm ăn ngon ha.